Hí hí, máy về đến rồi. Đây chính là Samsung Galaxy A71, chính hãng, mới. Mình vừa mới rạch siêu xong, đó, đang cài đặt ứng dụng một tí ở đây. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn mở hộp để xem Galaxy A71 chính hãng mới thì nó sẽ có những cái gì bên trong, và liệu các bạn sẽ nhận được gì khi mua cái điện thoại này với mức giá khoảng tầm gần 10 triệu. Mình xin nhắc lại nhé, là gần 10 triệu thôi, tại vì giá niêm yết của nó là 10.490.000 tại thị trường Việt Nam cho phiên bản là 8GB và 128GB bộ ở trong. Nhưng tại Xiaomi Net các bạn sẽ được tặng phiếu giảm giá để chúng ta có một mức giá hấp dẫn hơn. Nói chung là khoảng gần 10 triệu đó. Thì bên trong này chúng ta sẽ có một cái cục sạc, hay một cái đấy là chúng ta sẽ có một cái dòng thông tin ở đây này, nó là Super Fast Charging, tức là sạc siêu nhanh. Thì siêu ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là cái cục sạc này có công suất là 25W. Nó cũng tương tự như là con Galaxy A70. Và mình thích một cái là màu đen. Sợi cáp thì chắc chắn cũng sẽ là C2C rồi. Và các bạn sẽ được tặng thêm một cái tai nghe. Tai nghe là dạng in-ear kiểu cũ rồi, nhưng mà chất lượng âm thanh thì bản thân mình đánh giá là vẫn khá là ổn, cũng không phải là một cái điều gì các bạn phải suy nghĩ nhiều trong cái tầm giá này các bạn phải bỏ ra. Và quan trọng hơn cả là gì? Là chúng ta sẽ được tặng thêm một cái ốp lưng. Đó, ốp lưng này thì nó cũng giống kiểu ngày trước của con Galaxy A70 thôi, giống như rất nhiều sản phẩm khác tầm trung của Samsung thôi, nên là mình cũng sẽ bỏ qua luôn nhá. Rồi, thì quay trở lại với Galaxy A71, cái đầu tiên mà mình thích chính là việc máy này đã được dán sẵn một cái miếng dán bảo vệ màn hình ở đây. Tức là các bạn chỉ đơn giản là mua về sử dụng luôn thôi, không phải suy nghĩ nhiều đến cái việc là tìm phụ kiện bên ngoài. Ăn chắc thì mua dán cường lực, chứ nếu không thì dùng luôn như này cũng chẳng có vấn đề gì cả đâu. Ok. Tiếp theo là mình thấy có rất nhiều những tính năng đã hoàn thiện hơn một cách rõ rệt luôn. Ví dụ như cái vân tay nhúng bên trong màn hình này, tốc độ rồi nó thuộc dạng bao nhanh luôn. Đấy, các bạn có thể thấy này, mình chạm nhẹ vào cái, trời ơi, nhanh chưa? Rồi, ok, tắt màn hình luôn thử lại nhá. Ôi, đúng vị trí rồi. Các bạn thấy sao? Cái phiên bản demo hôm trước mà mình trên tay á, thì nó còn hơi bị chậm cái hiệu ứng, nhưng mà con này thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Và cái gọi là khả năng chính xác ở cái vùng nhận diện á, nó cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi, nên có thể nói là nó là một cái sự hoàn thiện hơn so với phiên bản kia. Ngoài ra thì mình cũng nhận thấy là những cái vị trí của cái đường tiếp giáp khớp nối ấy, ví dụ từ mặt lưng, cạnh viền này, hay là cái mặt kính rồi cạnh viền này, nó làm rất là gọn gàng, mịn, và nó không hề bị gợn, không hề bị cấn nhiều giống như là cái phiên bản demo hôm trước. Nói chung là cái phiên bản hàng chính thức có khác, hàng thương mại có khác, nên là các bạn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về các mặt hoàn thiện sản phẩm. Nói chung là ngon và ok. Cái phiên bản này của mình thì ở đây thì nó là màu Paris Crush Black, tức là cái màu kiểu mặt lưng nó đen, không hẳn là đen đâu. Các bạn có thể thấy khi mình nghiêng này, có những họa tiết này, những cái màu sắc kiểu ánh ngọc tra, các thứ khá là thú vị. Cái màu này thì nó là mình liên tưởng đến con Samsung Galaxy A50s hồi trước, hình như cũng có cái màu này. Nói chung là khá là đẹp, cái này màu này nó sẽ trầm tính hơn. Và nhìn cái mặt lưng đằng sau ấy, cái cụm camera nó đỡ bị kiểu thô ra một cách vô duyên hơn. Nói chung là cái này thì mình thấy nó ưng, đẹp. Quan trọng là các bạn có thấy thích hay là không mà thôi nhá. Rồi, quay vào đến phía bên trong thì đương nhiên là nó sẽ đầy đủ tiếng Việt này, sẽ đầy đủ mọi thứ, đầy đủ mọi dịch vụ, tại vì đây là máy chính hãng ở thị trường Việt Nam. Hiện tại thì nó cũng đang có sẵn cái phiên bản Android 10 và One UI 2.0. Và nói chung là những cái gọi là phiên bản vá lỗi bảo mật các thứ 1 tháng 1 thì nó đều là những cái phiên bản mới nhất rồi. Mã thì sẽ là A715F nhé các bạn nhé. Lưu ý là DS, tức là Dual SIM. Hàng Việt Nam chất lượng cao thì kiểu gì phải có 2 SIM, các bạn yên tâm. Và có một cái chi tiết khác nữa, nó khác so với máy demo hôm trước mình chia sẻ, đó là phiên bản demo là có 6GB RAM, nhưng cái máy chính hãng của chúng ta sẽ có 8GB RAM. Tức là cái cấu hình này nó còn được ưu ái hơn cả thị trường bên châu Âu cơ. Tại vì như mình đều biết là cái máy mà mình cầm kia thì nó là của thị trường như là Đức hay là Séc gì đó, nói chung là đồ châu Âu. 128GB bộ trong kèm sẵn thì chắc chắn cũng sẽ giúp các bạn có thể lưu trữ một cách thoải mái, qua video mọi thứ một cách rất là thoải mái rồi. Em cũng không cần phải đắn đo nhiều. Cái cụm camera chính của chúng ta thì vẫn sẽ là 4 ống kính với cam chính 64 chấm, cam góc rộng, cam xóa phông và một cái cam macro. Cũng không có điều gì để mình chia sẻ thêm đâu. Máy demo hôm trước mà các bạn có thể thấy là hình chụp mình đã nó ngon như thế nào rồi, thì cái máy thương mại chính thức này nó chỉ có thể nói là nó còn ngon hơn thôi. Và một vài những tính năng mình sẽ muốn sâu thêm, đó chính là liên quan đến vụ quay video. Đó. Và cài đặt ở đây này, các bạn sẽ có thể thấy
quay video camera phía sau có thể mở được tối đa là 4K, và thậm chí là quay video ở camera selfie chúng ta cũng có thể mở được độ phân giải là 4K luôn, tức là 4K trước sau. Vậy nên nếu như các bạn mà cần cho mình một cái điện thoại giá tốt để mà làm vlog chẳng hạn, thì rõ ràng đây cũng là một cái sự lựa chọn mình thấy là ổn dành cho các bạn. Tại vì là cái camera selfie ấy, thì nó không phải lo đến cái việc mà các bạn lấy nét, thế nên là nó sẽ nét toàn luôn. Và thậm chí đây các bạn cũng có thể thấy là nó sẽ tự động có thể nhận diện được, đây nó tracking được cái khuôn mặt này để đo sáng vào cái mặt của bạn một cách tốt hơn. Ví dụ như đây đó, mình đưa cái mặt mình đến là ngay lập tức nó sẽ có một cái vòng ô ở khuôn mặt để mà nó đo sáng vào đó. Đây đều là những cái tính năng nó phụ trợ thêm để giúp cái khả năng trải nghiệm chụp hình của các bạn trở nên là tốt hơn. Đương nhiên là một vài những cái tip nhỏ, ví dụ như kích hoạt thì chế độ camera selfie 32 chấm thì các bạn có thể tùy chọn ở đây, hay là ở cái camera chính thì chúng ta cũng có thể bấm vào đây để mà kích hoạt lên cái camera 64 chấm. Rất là ngon. Một vài những cái tính năng có sẵn như là lấy nét động này hay là khác ở đấy, các bạn có thể tải thêm một vài những cái profile có sẵn như là chụp thức ăn hay chụp chuyên nghiệp, chụp ban đêm, chụp cận cảnh, nói chung là nhiều cái lắm. Các bạn cứ tự tìm hiểu đi, nói chung là camera của con này thì không phải nghĩ nhiều. Hay là với cái dung lượng pin của A71 thì nó cũng tương tự như kiểu con Galaxy A70 4500 mAh, mà các bạn phải hiểu là có Snapdragon 730 này, có màn hình Full HD cộng này, Super AMOLED này. Thế nên là nếu như các bạn mà áp dụng thêm một vài những cái tip để mà tú cái thời lượng pin như hôm vừa rồi mình chia sẻ với con Galaxy A51 như là bật dark mode các thứ này lên, thì mình có thể tự tin để khẳng định thời lượng pin của con này nó phải thuộc dạng đấy là siêu trâu luôn. Và khi cắm sạc thì nó cũng sẽ kích hoạt ngay cái chế độ gọi là super fast charging, tức là sạc siêu nhanh để giúp các bạn có thể sạc một cách tốt hơn. Nói chung thì với Samsung Galaxy A71 hàng thương mại chính thức mà mình mới xúc được tại 7S thì nó có những trải nghiệm tương tự là như vậy, sạc cáp cả tăng kèm như thế nào, hay là máy thương mại chính thức thì nó sẽ như thế nào. Và các bạn nghĩ sao về Samsung Galaxy A71? Các bạn có những câu hỏi gì, thắc mắc gì liên quan đến sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng để mà làm, không biết có kịp làm hay không, cứ cố gắng thôi. Anh em quan tâm thì nhớ comment nhé. Và đừng quên là check giá tại 7S để có mức giá tốt nhất. Trước Tết thì tầm giá khoảng 10 triệu mà có một cái điện thoại thương hiệu tốt, màn hình lớn, pin trâu, đẹp, cam ngon, hiệu năng đủ mà chơi game cơ bản nhẹ nhàng, đáng quan tâm đúng không? Galaxy A71 nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.